Lúc mời cả nhà mình ăn sáng nha cả nhà. Đây tô bún bún thịt nha cả nhà. Có thịt kìa nè, chả giò nè. Lúc mời cả nhà nha. Có đậu phộng với cẩm tường. Lúc mời cả nhà mình ăn bún nha. Sáng nay đói bụng rồi. Trời mưa mưa đói bụng rồi. Tổ bún mời cả nhà nha, ăn lòng có bún nước mắm rồi, bún nước lèo luôn nha cả nhà. Sáng nay hai thứ bún, Út ăn bún nước mắm, mời cả nhà cũng ăn bún nha. Có dưa leo, có rau thơm, cải, đậu phộng, cẩm tương. Đó ha. Có giá bắp cải bào nữa nè. Được rau thơm nè, à, thơm thơm. Quá hả? Thịt kiềng chả giò chiên nóng hổi nha cả nhà, có đậu xanh nữa nè, rất là thơm béo. Chả giò Út ít ăn lắm nhưng mà mạnh nuốt. Ít ăn mà nhờ mạnh nuốt. Quá ngon, uống nước mắm này ngon nhờ nước mắm. Các bạn ăn ngon.
ăn ngay đậu phộng rang nó thơm thơm bùi bùi ngon. Sắp hết đó nhờ. Cả nhà xem video nếu có thích đừng quên cho Út xin một like nha. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ Út. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Cuối video chúc quý vị khán giả luôn luôn nhiều sức khỏe và mọi điều thành công tốt đẹp. Máy bay xin hẹn gặp lại.